Chào các bạn ha. Ở đây có cái con máy cày mới các bạn ơi. Massey Ferguson 390. Ồ, đẹp quá nè. Quá đẹp. Quá đẹp các bạn. MF 390 ha. Sới đất. Trên đồng trên nên. Cày đất chứ. Nó cày chảo 7. Cày chảo 7 ha. Đẹp quá. Rồi. Về lại nè các bạn. Quá đẹp. MF 390 81 mã lực. Đó, con này xài động cơ Berskin 4.1. Rồi giác đường. Giác đường cuối. Quá đẹp các bạn ơi. Xuống. Nhấn. Ôi má ơi, hai giò luôn nè. Khủng long máy cài nha. Khủng long máy cài xuống Tây Ninh. Quá đẹp thật chứ. Rồi. Nâng lên. Đó, các bạn thấy không? Em trai còn trẻ ha. Trẻ trẻ. Máy mới cài. Vòng vào cái máy. Hai giò. Còn trước còn đẹp quá ha. Massey Ferguson các bạn. Rồi. 18-430. Bên trước nữa các bạn. 11-228. 630 trước 28. Các bạn thấy không? MF 390 quá đẹp. Ôi má ơi, coi kìa. Kì không? Quá đẹp. Ủa chiếc này vô mùa có kéo mì không? Vô mùa em có kéo mì không? Dễ hả? Kéo chiếc gì? Em kéo bằng chiếc gì? À MTZ 800 hả? Ủa cái con này cầu trước đẹp quá ha. Thường 390 chiếc nào cũng có lên cầu hay sao anh Vũ? À, cái này hồi đó em mua nhiêu ta? 260. 260 mua mấy năm rồi? Mua năm rồi hả? Bãi Sóc Hòa hả đâu ta? Mua gần Bình Chánh rồi. À, Bình Chánh. Chưa xuống Long An hả? Dạ. Chưa tới Long An phải không? Cũng gần giáp luôn rồi. À, Bãi Sóc Hòa dưới đó một chút. Ủa, cái giờ nó còn hoạt động không? Thì đứt rồi. Đẹp quá các bạn ơi. 260 triệu ngon ha. Đó, cái bánh ổ mày. Cái này chưa có turbo hả? Sao là mua nó màu nó vậy? Ủa màu đẹp quá, cởi trước mà màu vậy luôn ha. Đẹp quá, bốn máy. Bốn máy các bạn. Bốn máy con hơi dầu nằm ngang nha. Đẹp quá. Đó, dưới đây là một cục đề ha. Quá đẹp được chưa? Yên bụng này nọ, nó còn ngon lành ha. Cái mùi trên lợp lại rất là ngon á. 260 quá yên rồi. Nói các bạn coi là cái dạng cày của anh đó nè. Con này sới cũng ngon lành phải không? Vậy đây à. 2-4-6-7, con này hình như 81 mã lực mà. 82. 82 luôn hả? Ừ. Cỡ có tục bô còn dữ nữa. Tục bô gì lên nữa. Lên nữa. Nó lên chút xíu cái gần bằng Fiat 1000 luôn rồi. Thôi các bạn thấy hôm nay hên ha. Gặp tụi con mới cài đẹp quá. Cày chảo 7. Cày chảo 7 nè.
Ồ, cái bánh bự ghê. Bánh 30 á các bạn. Bánh này bánh 30 ha. Đó các bạn thấy không? Ồ, hai câu, hai giò. Rồi giờ em lội lên em về nè. Đó, lên. Quá đẹp các bạn. Lên luôn, lên luôn. Ôi rồi. 82 HP. Nên nó lội lên với ợt. Nghe hiểu ha. Ừ, chậu mới luôn. Quá đẹp. Đây là xứ củ mì á các bạn. Đẹp ghê ha. Ôi ơi. Ok. Đó. Nhà có lẽ là em này ở trong xóm. Nó ra cày rồi giờ mang vàng nè. Vàng cày về. Các bạn thấy không? Wow, đẹp quá các bạn ơi. Lâu lâu mới được gặp được con đẹp á. Con này là 260 nha. 260 triệu. Nó mua ở cái bãi ở dưới Long An. Bãi dưới Long An á các bạn. Nó chưa tới cái chỗ bãi của chú Sáu Hòa ha. Đó. Tới cái chỗ bãi của chú Sáu Hòa nổi tiếng. Các bạn thấy không? Rồi, về vô sớm nè. Em về nghỉ trưa. Hồi rồi má ơi, nhà em nói là có 2-3 chiếc lận. Chiếc này là MF390. Ở nhà em nghe nói còn có MTZ nữa. Ở nhà còn có MTZ 800 hay nhiêu các bạn. Chuyên dùng để đi kéo mì ha. Vô cái mùa mì á. Là em còn đi kéo mì nữa. Em nói là cái vàng này phải nói là chiến mã luôn á các bạn. Chạy cày đó, hoặc là sới là ngon lành ha. Nhã thì hiện tại đang đứng ở đây là huyện Châu Thành đó, cái nơi có quá chừng đồng củ mì nè các bạn. Đồng củ mì đó, các bạn thấy không? Mì quá chừng. Mì này chắc chừng cỡ này chắc chừng tháng 2 tháng nữa nhổ quá. Chắc cái mì đợt tháng 4 á các bạn. Coi vậy chứ có cũ hết trơn rồi đó. Nó chờ mưa xuống thì tới mùa nhổ ha. Ôi đã quá. Đúng là cái xứ của mì. Sướng thiệt chứ đó. Các bạn thấy không, mấy em nhỏ đi bắn chim bắt cá gì nè. Khí thế hơi vui ha. Hai nhỏ. Rồi. Ok, nha, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nhiều ha, đã vô theo những cái video về máy cày về cảnh quê hương của nhà ha. Ok, bye bye.